vì sao việc tinh gọn bộ máy sẽ làm cho thế lực chống Tô Lâm càng đông đảo hơn. Việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị Việt Nam đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến và đánh giá khác nhau về chủ trương này. Vào ngày 1 tháng 12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định một loạt các cơ quan của Đảng sẽ được sáp nhập với các cơ quan khác hay các cơ quan của chính phủ. Được biết hiện nay bộ máy của chính phủ đang tồn tại tới 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc. Nếu chủ trương tinh giảm được thực hiện theo đúng kế hoạch thì cắt giảm được 5 bộ và 2 cơ quan trong số này. Ông Tô Lâm nhấn mạnh sẽ tạm dừng bổ nhiệm chức vụ cao hơn với các chức vụ đơn vị sắp xếp, tinh gọn cũng như dừng tuyển công chức từ ngày 1 tháng 12 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp bộ máy, trừ những trường hợp ngoại lệ thật sự cần thiết. Ông Tô Lâm cũng đưa ra yêu cầu hoàn thành trong quý 1 của năm 2025 việc này. Cũng phải xin nhắc lại, vào năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó đã cho tái lập nhiều ban của Đảng với mục đích thâu tóm quyền lực vào hệ thống của Đảng. Điều này được đánh giá là một bước lùi về mặt chính trị. Cho đến nay, mặc dù mới nhậm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đang có các động thái sắp xếp xóa bỏ các di sản của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người tiền nhiệm. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thừa nhận rằng quá trình này sẽ gặp khó khăn, đụng chạm đến lợi ích của một số cá nhân và tổ chức là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng vẫn phải tiến hành để đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Công luận là câu hỏi chuyện sáp nhập, tinh gọn bộ máy nhà nước và hệ thống công quyền của Tổng Bí thư Tô Lâm nghe thì rất hay, nhưng liệu có thể thành công hay không là điều vẫn chưa có câu trả lời. Một số ý kiến cho rằng việc sáp nhập có thể dẫn đến tình trạng quá tải công việc cho cán bộ nhà nước, cũng như việc gộp nhiều đơn vị hành chính sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công, sẽ khiến cho người dân gặp khó hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ hành chính. Bên cạnh đó, một số đông cũng nghi ngờ về động cơ thực sự của ông Tô Lâm trong việc sáp nhập. Dư luận cho rằng đây có thể là biện pháp mượn gió bẻ măng nhằm loại bỏ các cá nhân vốn là đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông. Theo giới chuyên gia, việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy thường dẫn đến tình trạng dôi dư nhân lực. Điều đó sẽ gây lo ngại cho đến tương lai của những người làm trong bộ máy công bị dôi ra, kể cả các chức vụ lãnh đạo cấp cao. Giới phân tích đã đưa ra nhận xét rằng nguyên tắc hoạt động của chế độ cộng sản là quản lý càng nhiều càng tốt, bộ máy càng phình to thì càng tốt. Vì bộ máy to thì cơ hội ban phát bổng lộc xã hội càng nhiều, tức là nhân dân ăn lộc triều đình càng nhiều thì chế độ sẽ bền vững hơn nữa. Bộ máy hành chính cồng kềnh đã luôn tồn tại và được vận hành song song với nhà nước toàn trị, được duy trì như một vành đai để bảo vệ chế độ, đã khiến cho tham vọng tinh giản của Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp khó khăn, nay càng trở nên khó khăn hơn. Nhất là khi động chạm đến quyền lợi cá nhân của hơn 2 triệu nhân sự trong bộ máy công quyền hiện nay. Hơn nữa, các vị trí béo bở hái ra tiền trong bộ máy của Đảng, nhà nước, phần lớn là các nhân sự con ông cháu cha, sẽ là các pháo đài bất khả xâm phạm. Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung ương đến địa phương chắc chắn sẽ không ủng hộ chủ trương tinh gọn của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Và đây thực sự là một khó khăn đang đặt ra. Cũng xin đừng quên rằng bộ máy chính quyền càng nhỏ thì nguy cơ phản động chống Đảng sẽ càng lớn hơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao việc tinh gọn bộ máy sẽ làm cho thế lực chống Tô Lâm ngày một đông đảo hơn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đang bị rơi vào tình thế thập diện mai phục? Vào ngày 1 tháng 12 tại hội trường Diên Hồng, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai tổng kết thực hiện nghị quyết số 18 về tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 14.535 điểm đầu cầu cấp cơ sở trên 1,3 triệu đại biểu tham dự. Tham dự hội nghị tại thời điểm cầu nhà Quốc hội, ngồi ở vị trí trang trọng nhất gồm có 6 nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo hội nghị. Có ý kiến cho rằng phe chủ chiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cộng với ông Trần Thanh Mẫn đã trở thành phe thiểu số trong tình thế này. Đáng chú ý, có suy đoán cho rằng hiện nay Thủ tướng Phạm Minh Chính từ vị trí một đồng minh của Tổng Bí thư Tô Lâm đã quay lưng lại với người đứng đầu trong đảng. Kể từ khi ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư, mối quan hệ giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là căng thẳng hơn, đặc biệt do liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC. Bà Nhàn IEC bị cáo buộc có mối quan hệ mật thiết với ông Chính và một số lãnh đạo cấp cao khác trong đảng. Trong khi đó, ông Tô Lâm được cho là đang nỗ lực sử dụng vụ án IEC để tìm bằng chứng nhằm hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn được cho là đã cố gắng thay thế lãnh đạo của Tổng cục 2 là cơ quan tình báo quân đội nhằm kiểm soát thông tin liên quan vụ án này cũng như mối quan hệ của ông Chính với bà Nhàn. Tuy nhiên, cũng theo những đồn đoán, những nỗ lực này đang gặp khó khăn do có sự bảo vệ từ phía Tổng cục 2, tình báo quân đội và các mối quan hệ phức tạp chồng chéo trong nội bộ của đảng. Có thông tin cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể dính líu đến vụ án tham nhũng của công ty IEC kể từ khi ông Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2021. Trong giai đoạn này, IEC đã liên tục trúng thầu nhiều dự án tại Quảng Ninh với giá trị rất lớn. Ngoài ra, một số thông tin cho rằng bà Nhàn có mối quan hệ trên mức thân thiết với ông Phạm Minh Chính, thậm chí có tin đồn ông Chính và bà Nhàn có một người con gái chung đang định cư tại Anh Quốc. Theo tờ báo của Israel, vào tháng 8 năm 2022 đưa tin, Israel đã bán cho Việt Nam vũ khí trị giá tới 1,5 tỷ đô la, đưa Israel trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Việt Nam, chỉ sau Cộng Liên bang Nga. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trung gian, môi giới và nắm rất nhiều bí mật trong các thương vụ này. Đây là các thông tin mà ông Tô Lâm cần biết với mục đích để kiểm soát được phe quân đội. Tổng cục 2 tình báo quân đội được cho có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như Bộ trưởng Đại tướng Phan Văn Giang trong vụ án của bà Nhàn IEC. Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm sử dụng vụ án này để tìm bằng chứng chống lại Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mới nhất, ông Tô Lâm đã cử Bộ trưởng Lương Tam Quang công du Cộng hòa Liên bang Đức để tìm mọi cách dẫn độ bà Nhàn về Việt Nam. Tuy nhiên, nhiệm vụ này của Bộ trưởng Quang đã bất thành. Cũng theo đồn đoán, Tổng Bí thư Tô Lâm với tham vọng quyền lực được cho là đang cố đấm ăn xôi, sẵn sàng phá vỡ mối quan hệ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù ông Chính và Tô Lâm đều là các tay chân thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây được cho là lý do khiến cho Tô Lâm đã bị rơi vào tình thế thập diện mai phục như đã thấy. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm bị rơi vào tình thế thập diện mai phục? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de